người Việt duy nhất là Trạng Nguyên của Trung Quốc từng ngang hàng tể tướng. Trong lịch sử ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc thời phong kiến, từng có nhiều sứ giả từ nước Nam vì tài năng lỗi lạc mà được các bậc đế vương phương Bắc phong cho danh hiệu Trạng Nguyên. Tuy vậy, đó đều là danh hiệu danh dự. Còn để nói về Trạng Nguyên thực thụ, đứng đầu khoa bảng chỉ có một người, đó là Khương Công Phụ. Khương Công Phụ sinh ra ở thôn Cẩm Cầu, xã Sơn Ôi, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trong dịp khảo hạch ở quận, vua Đường chỉ cho sĩ tử An Nam được sang Trường An thi có 8 người, nhưng Công Phụ đã vượt qua hết các kỳ thi khảo hạch và luôn đứng đầu số sĩ tử dự khảo hạch. Đến kỳ thi ở Trường An, ông đã đỗ Trạng Nguyên. Sau khi đứng đầu khoa thi, Khương Công Phụ được vua Đường đặc cách phong chức hiệu thư lang, với nhiều ý tưởng xuất sắc, trong đó có việc dâng lên kế sách trị nước. Vua Đường Đức Tông rất kính nể, cho Khương Công Phụ làm hữu thập di hàn lâm học sĩ, kiêm chức kinh triệu hộ tào tham quân. Đặc biệt nhờ can gián vua trong việc binh loạn Trường An mà ông được thăng chức gián nghị đại phu đồng trung thư môn hạ bình chương sự, tương đương chức tể tướng. Sau hơn 30 năm làm quan triều đường, Khương Công Phụ quay về ở ẩn 13 năm. Cuộc đời ông nếm đủ thăng trầm quan vị cho đến tiêu dao, nhưng công danh muôn thuở, tiếng thơm trung nghĩa mãi lưu đến nay về câu chuyện một vị danh nhân người Việt có 102 trong lịch sử Việt Nam. Ngày nay đền thờ ông vẫn còn tại quê làng Tường Vân, xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Hãy like và subscribe kênh Nhân Lực Nhân Tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất.